Lực lượng Nga mới đây được cho là đã vô hiệu hóa một khẩu pháo tự hành Archer do Thụy Điển cung cấp cho Ukraine. Đoạn phim lan truyền trên Telegram cho thấy một khẩu pháo tự hành Archer bị hư hỏng, đặc biệt là ở mô đun nạp đạn tự động, khiến pháo không thể hoạt động và cần được sửa chữa. Archer không bị phá hủy hoàn toàn và các thợ máy Ukraine có thể khắc phục được. Tuy nhiên, quá trình sửa chữa có thể tốn nhiều thời gian, gây ra nhiều thách thức cho các kỹ thuật viên Ukraine. Để hỗ trợ việc triển khai và bảo dưỡng pháo tự hành Archer tại Ukraine, Thụy Điển đã triển khai một số chiến lược để đảm bảo chức năng của pháo trong điều kiện chiến đấu. Binh lính Ukraine, đặc biệt là lính của Lữ đoàn Pháo binh số 45, được Thụy Điển đào tạo tác chiến trước khi triển khai. Ngoài ra, chính phủ Thụy Điển đã xem xét nhiều dịch vụ hỗ trợ hậu cần và sửa chữa khác nhau để đáp ứng nhu cầu bảo trì nâng cao của các đơn vị này trong khu vực chiến đấu. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, sáng ngày 16 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Israel. Thông báo sáng 16 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, cuộc tập kích mới và ác liệt nhất của Hezbollah diễn ra vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương, với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban, tấn công khu vực Safed ở phía bắc Israel. Hệ thống phòng không Israel đã bắn hạ một số quả tên lửa, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực đất trống và không gây ra thương vong. Trước cuộc tập kích tên lửa này không lâu, Hezbollah cũng triển khai ít nhất 2 máy bay không người lái UAV xâm nhập khu vực Thượng Galilee ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công cũng không gây thương vong do các UAV này rơi vào khu vực đất trống. Hezbollah chưa đưa ra tuyên bố về 2 cuộc tấn công mới nhất vào Israel. Tuy nhiên, trong một thông báo vào tối ngày 15 tháng 10, nhóm vũ trang Liban khẳng định đã mở nhiều cuộc tập kích tên lửa, tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Israel trong ngày 15 tháng 10. Trong đó, cuộc tập kích vào thành phố cảng Haifa với khoảng 20 quả tên lửa đã đạt mục tiêu đề ra. Theo nhiều chuyên gia quân sự quốc tế, các cuộc tập kích liên tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái rẻ tiền của Hezbollah vào Israel thời gian qua đã khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn đắt tiền của Israel hao hụt mạnh và đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Theo truyền thông Israel, nhiều nguồn tin khu vực cho biết quân đội Israel những ngày qua đã tiến hành rà phá mìn, đồng thời thiết lập thêm các công sự và rào chắn mới trên giới tuyến giữa cao nguyên Golan và khu phi quân sự DMZ giáp biên giới Syria. Động thái này của quân đội Israel được cho là nhằm chuẩn bị cho việc mở thêm một hướng tấn công bộ binh mới vào Liban từ phía đông. Trước đó, trong đêm 30 tháng 9, quân đội Israel đã triển khai bộ binh tiến vào khu vực phía nam Liban để tấn công phong trào Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định, chiến dịch tấn công là hạn chế, được khoanh vùng và có mục tiêu cụ thể. Thời gian triển khai chiến dịch có thể kéo dài chỉ vài tuần nhằm xóa sổ các cơ sở của Hezbollah gần biên giới Israel. Song song với tác chiến trên bộ, quân đội Israel liên tục duy trì các cuộc không kích dữ dội vào cả khu vực phía đông, phía nam, ngoại ô thủ đô Beirut và mới đây là khu vực phía bắc Liban. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người Liban phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Đặc biệt, quân đội Israel bị cáo buộc nhiều lần tấn công trực tiếp lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Liban, UNIFIL, khiến nhiều binh sĩ bị thương, gây ra làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ trong dư luận khu vực cũng như quốc tế. Ngày 15 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục các hoạt động chống các tổ chức đồng minh Iran trên khắp Trung Đông, trong khi chuẩn bị tung đòn đáp trả Tehran. Tại giải Gaza, Reuters cho biết các cuộc không kích của Israel làm ít nhất 40 người Palestine thiệt mạng trong lúc lực lượng Tel Aviv siết vòng vây quanh khu tị nạn Jabalia. Tại Liban, Israel thực hiện nhiều cuộc không kích tại thung lũng miền đông Bekaa sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tấn công không thương tiếc Hezbollah tại mọi nơi ở Liban sau vụ tập kích của tổ chức này vào một căn cứ Israel trong ngày 14 tháng 10, làm 4 binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, báo The Washington Post ngày 15 tháng 10 cho hay, ông Netanyahu đã báo với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẵn sàng giới hạn đòn trả đũa với Iran, chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự thay vì các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Đầu tháng này, Iran đã phóng gần 200 tên lửa sang Israel để báo thù cho cái chết của các thủ lĩnh Hamas, Hezbollah và tướng Abbas Nifurusan của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Theo AFP, ngày 15 tháng 10, cảnh sát Israel cho biết đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố gần thành phố Ashdod, miền nam Israel, làm một cảnh sát thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại nút giao thông Jani trên xa lộ nối Ashdod với Tel Aviv. Theo phát ngôn viên cảnh sát, kẻ tấn công đi bộ đến đường chính, bắn tử vong một cảnh sát, rồi tiếp tục nổ súng vào những người khác. Một nhân viên y tế ngoài giờ đã kịp thời bắn hạ tay súng. Vụ tấn công này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng dao ở Hedera, khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương.
Phong trào Hồi giáo Hamas sau đó đã hoan nghênh vụ tấn công này và kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhắm vào Israel. Theo CNN, ngày 15 tháng 10, văn phòng Thủ tướng Israel đã lên tiếng về thông tin của tờ Washington Post tiết lộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hứa với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv sẽ không nhắm vào các mục tiêu phi quân sự ở Iran. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một thông cáo, "Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng về các mục tiêu ở Iran sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích quốc gia của Israel." Cũng theo thông cáo của Israel, vấn đề an ninh của nước này quan trọng hơn bất kỳ phép tính ngoại giao nào khác. Trước đó, nguồn tin của tờ Washington Post tiết lộ, ông Netanyahu đã nói với ông Biden rằng Israel sẽ chỉ tập kích các mục tiêu quân sự ở Iran để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cùng ngày, tờ Financial Times tiết lộ về việc Tel Aviv đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Một quan chức quân sự Mỹ cho biết, vấn đề đạn dược ở Israel là nghiêm trọng. Nếu Iran và Hezbollah cùng tổ chức không kích, thì hệ thống phòng không của Tel Aviv sẽ bị kéo căng. Mỹ đang giúp Israel giải quyết vấn đề này, nhưng Tel Aviv phải chọn ra những khu vực muốn ưu tiên bảo vệ. Cũng theo nguồn tin của Financial Times, nguồn cung tên lửa dự trữ không phải vô tận và Mỹ không thể duy trì việc hỗ trợ liên tục cho cả Israel và Ukraine. Ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Italy yêu cầu tăng cường an ninh hơn nữa cho tất cả binh lính của nước này được triển khai tại Liban. Italy đã triển khai quân đội trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, được gọi là UNIFIL. Khi Israel đưa quân qua miền Nam Liban nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah, căng thẳng giữa Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL gia tăng. Phái bộ UNIFIL cho biết đã nhiều lần bị quân đội Israel tấn công trong những ngày gần đây. Phát biểu trước Thượng viện Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết, Italy yêu cầu đảm bảo an toàn cho binh lính của chúng tôi. Cùng với binh lính của các quốc gia khác, binh lính của Italy đã đóng góp cho sự ổn định dọc theo biên giới Israel-Liban trong nhiều năm. Do đó, Italy coi thái độ của Israel là hoàn toàn không có cơ sở. Ngoài ra còn thể hiện sự vi phạm trắng trợn những gì đã được thiết lập theo nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết, nước này đã sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của quân đội ở miền Nam sau bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đạt được. Trả lời phỏng vấn, ông Mikati nêu rõ, hiện Liban có 4.500 binh sĩ tại miền Nam và mong muốn tăng con số này lên khoảng 7.000 đến 11.000 người. Liban có thể điều động binh lính từ các vùng khác của đất nước về phía Nam ngay sau khi lệnh ngừng bắn đạt được. Ông thông báo, quân đội Israel có lúc xâm nhập miền Nam Liban. Phía Israel tuyên bố đã triển khai chiến dịch quân sự với quy mô hạn chế trên bộ ở nước láng giềng Liban khoảng 2 tuần trước. Thủ tướng Mikati cũng cho biết, Liban đã siết chặt an ninh tại sân bay quốc tế Beirut, cửa ngõ hàng không duy nhất của Liban. Theo CNN, truyền tướng Esma Inqani xuất hiện trong một bản tin trực tiếp của đài truyền hình nhà nước Iran, IRIN, vào sáng thứ Ba ngày 15 tháng 10. Ông Quani cùng các quan chức khác đã tham dự nghi thức tiếp nhận thi thể Abbas Niforusan, một nhân vật cấp cao thuộc IRGC thiệt mạng ở Liban, khi ông Niforusan được đưa về sân bay Mehrabad, Tehran trước tang lễ. Ông Niforusan bị ám sát cùng thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào Beirut hồi tháng 9. Việc ông Quani vắng mặt trong các sự kiện chính thức kể từ đầu tháng 10 làm dấy lên tin đồn rằng vị tướng này có thể đã thiệt mạng. Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước nhiều lần phủ nhận tin đồn về cái chết của ông Quani.